Để mà có thể hiểu được video ở phần này thì bạn nào chưa coi The Bachelor Part 1 thì hãy vô coi đi nha. Hiện tại thì anh đang ở tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón chuyến bay đi Phú Quốc cùng với Minh Uyên. Do là chuyến bay sớm cho nên hai đứa lật đặt đi cũng chưa có ăn gì, cho nên là cũng tranh thủ vừa mới check in xong là anh vỗ cái bánh croissant cùng với hai ly cà phê rồi cũng tới giờ lên máy bay. Sao mà lúc đi mây trời khá là đẹp nhưng gần tới Phú Quốc thì nó cứ kỳ kỳ. Cái khúc này là mình còn sống nhưng con bạn mình nó chết rồi nè. Phú Quốc đã chào đón ngân bằng một cơn mưa đã tạnh nha. Không may mắn lắm nhưng mà cũng ok, đỡ hơn là mưa tầm tã. Tự nhiên rời khỏi cái Sài Gòn xô bồ ồn ào chật chội thì tới đây cảm thấy thoải mái vô cùng luôn á, từ không khí đến cây cối, cái nắng cái gió. Ủa kìa, lạ lùng thay, vừa mới tới resort thì nắng khá là đẹp. Bất ngờ chưa bà già. Nơi mà Ngân chọn ở ngày hôm nay không phải là JW Marriott giống như những lần trước nữa mà là Sailing Club Signature Resort. Vừa mới bước vô thì Ngân cảm thấy khá ấn tượng và thích thú đối với tông màu cũng như là cách trang trí. Tạo cho mình cái cảm giác rất là thoải mái, thư giãn. Trong lúc chờ đợi các chị check-in thì các bạn cũng sẽ được phục vụ khăn mát lau tay cũng như là welcome drink. Thời gian di chuyển từ sân bay cho đến đây thì Ngân thấy khá là gần, chỉ có 15 phút thôi cho nên là các bạn không cần phải vội vàng sợ trễ máy bay. Con chim trong lòng hồi nãy mà nó nói quá sẽ nói mọi người, nó nói còn nhiều hơn mình nữa. Rồi tới cái khúc hồ cá coi này, bỗng nhiên vừa đi tới cái cá coi bơi lại tới mình, rồi không biết có anh nào thương mình không ta. Sau khi hoàn thành thủ tục check in và nhận thẻ phòng thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên xe và đi về phòng thôi nè. Nếu mà ai có chung một cái sở thích là đi du lịch nghỉ dưỡng giống như tụi mình á thì sẽ rất là thích cái khu này. Còn nếu ai mà có cái sở thích ngược lại á thì là mơ, đừng có nói bà Ngân xúi dại tới đây nha. Oh my god, do you see what I see? Rồi cái gì mà đẹp dữ vậy mọi người, rộng rãi thoải mái nữa, cực kỳ hợp với đi dạng kiểu gia đình hoặc là đi đông nhiều bạn bè thích nấu ăn nấu nướng kiểu kiểu vậy đó, chiêu chiêu. Khi mà bước phòng thì tụi mình còn được tặng thêm hai chai champagne nữa, quá sẽ chờ là chu đáo luôn. Tha hồ cho mấy chị em mà kiểu như buổi tối đi ăn xong rồi về khu champagne ra quẩy ở hồ bơi. Hoặc là kỳ nghỉ của các bạn cũng có thể tuyệt vời hơn bằng việc là đắm mình tại hồ bơi riêng và sau đó tận hưởng không gian bằng cách là nấu một bữa ăn sáng ngon lành ngay tại nhà bếp đầy đủ tiện nghi. Tôi nghĩ là không có gì tuyệt vời hơn khi mà thức dậy vào buổi sáng lấy lại tinh thần và sống với những giấc mơ của bạn tại một cái đảo Phú Quốc, một cái nơi thiệt là xinh đẹp. Buổi tối thì mọi người cũng có thể nướng barbecue ở ngoài khu wine champagne ra uống, nhưng mà Ngân nghe nói là ở đây thì có một cái The Market thì các bạn cũng có thể shopping gần, không sợ phải đi xa. Nãy giờ lằng quằng ở dưới thôi là cũng hết giờ, thì để bây giờ Ngân di chuyển lên check từ phòng ngủ cho mấy bạn coi. Phòng ngủ đầu tiên là của chị Maggie, nhưng mà do chị đến trễ cho nên là bây giờ mình đột nhập vô trước để tham quan. Mỗi người đi du lịch mang có mấy bộ quần áo thôi, nhưng mà tủ đựng quần áo thì rộng kinh khủng khiếp, quá trời nhiều, Ngân tha hồ mà được. Lại còn có sofa, tivi và cái sách, Ngân thấy nội thất ở đây là quá là đầy đủ luôn. Di chuyển tiếp tục đi vô khu vực nhà tắm thì phía bên trong này lại còn có bồn tắm nữa, cực kỳ thích hợp cho những cô nàng mà thích tắm bồn xong rồi cầm có ly rượu wine chiêu chiêu buổi tối với nến music. Nhưng có một điều lại vô cùng hề hước, đó chính là một giường ngủ mà lại có hai cái bồn rửa tay. Thì chắc ra một giường ngủ mà hai cái bồn rửa tay á thì Ngân cũng không thấy có gì ngạc nhiên quá, tại vì trước đây Ngân đã đi trải nghiệm khá là nhiều khách sạn khác trên thế giới á thì cũng có một giường ngủ và hai nhà vệ sinh dành cho couple á. Nhưng cái vấn đề là cái phòng của Ngân và Minh Uyên hai giường nhưng mà lại có một cái bồn rửa tay hả? Cái khúc này nó cứ lắc lắc thì sao á mọi người, nó có tréo ngoe lắm không ta, hay là do mình tréo ngoe? Mỗi ta nói cái người mà hay để ý tiểu tiết á nó cũng cực lắm ha, nhưng mà thôi kệ, bỏ qua cái chi tiết này đi. Tóm lại là mọi thứ ở đây đều rất là sạch sẽ và đẹp đẽ, hài lòng. Phòng của người ta thì mình check hơi nhanh nhưng mà phòng mình thì mình check kỹ tí xíu để coi có ánh sáng nó có đầy đủ hay không. Chả hiểu sao khi mà quay từ ngoài vô trong hoặc là từ trong ra ngoài thì anh thấy ánh sáng đều rất là đẹp nha. Xong rồi nệm với gối cũng êm, hai bà nhún lên nhún xuống nãy giờ mà vẫn chưa edit. Và phòng ngủ cuối cùng thì là của em Ruby, vẫn kệ tủ đầy đủ cũng như là có nhà vệ sinh riêng, tivi riêng. Nguyên cái nhà này hình như không có gì ngoài tivi hay gì á, ba phòng ba cái tivi cộng thêm các phòng khách. Hay là chủ thớt chưa gánh tivi ở ngoài hồ bơi hoặc là trong nhà vệ sinh á, chứ không là ngân tắm ở trong đó luôn không có ra. Nãy giờ quay vòng ngoại trong đó là ngân thấy là trên cả sự chi tiết luôn rồi đó. Còn bây giờ anh sẽ cho các bạn coi hồ bơi chung. Cuối cùng chị bác ghi của tôi cũng tới nơi sau khi mà đáp chuyến bay của Delay Airlines nha. Hi. Sáng giờ cái hành trình di chuyển chờ đợi vật vã thì bây giờ bà nào cũng đói meo cái bụng. Đừng có ai thắc mắc là sao toàn fast food hoặc là đồ ăn nhiều calo hoặc là dầu mỡ nha. Đói lắm rồi, giờ ăn cái gì cũng ngon luôn á. Để kết thúc phần 1 của video này thì sẽ là một video dìm hàng đến từ em Ruby khi mà mình hy sinh chụp hình cho bạn. Bye.